Xin kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly top đầu đến từ thương hiệu Akufei, có model E5000 chạy class AB. Chiếc âm ly này thì từ Nhật về và sử dụng điện 100V. Đó, và em đã bóc thùng ra và bây giờ em sẽ quay chi tiết để quý vị và các bạn cùng tham khảo nhá. Và em đã bỏ tất cả cái hộp phụ kiện vào ra đây rồi. Đó. Đây là hàng mới. Đó, hàng mới 99,99% và em bán bằng với giá hàng rớt cho quý vị và các bạn cùng tham khảo nhá. Đây là catalog. Đó. Đây là những cái giấy tờ liên quan và khiển dây nguồn đầy đủ nhá. Hàng thì các bác yên tâm tuyệt đối. Đó. E5000 là một trong những cái chiếc âm ly tích hợp cao cấp đầu bảng của hãng và bên em bán rất là nhiều. Đó, bên em bán rất là nhiều và luôn luôn có sẵn hàng phục vụ quý vị và các bạn cùng tham khảo nhá. Và luôn có hàng sẵn hàng phục vụ quý vị. Đó. Âm ly Akufei E5000 giá lít hiện tại là đang bán là 300 triệu và bên em thì đương nhiên là có giá vô cùng hợp lý rồi gửi tới quý vị và các bạn. Với cái thiết kế là mặt phay nhôm vàng chanh rất đẹp và chính giữa sử dụng hai chiếc đồng hồ VU. Đó, vậy theo cái tín hiệu nhạc. Đó, và bên trong là có nắp ben đây. Đó. Nắp ben có chỉnh bát chép ba lăng. Đó, đầy đủ. Và dòng này thì nó có một cái viền mạ vàng rất là tinh tế này các bác nhìn này. Đó. Mạ vàng rất là tinh tế. Nhìn thấy là yêu luôn. Đó. Và em sẽ quay tổng thể để các bác cùng trải nghiệm nhá. Nhìn say đắm luôn. Âm ly Akufei E5000 được sản xuất tại Nhật. Và dòng này đương nhiên là sử dụng hai cầu loa AB. Đó, và tất cả những các đầy đủ tất cả các đường vào. Đây là những các jack chụp đầu. Đó, như jack ba lăng hay là CD tuner, đây là các đường tín hiệu đầu vào. Đó, và bên đây nó là hai đường option, các bác có thể nắp cạc phono hay là cạc DA vào các cái có thể sử dụng được. Đó. Rất đẹp. Nói chung là hàng này dùng thì yên tâm tuyệt đối nha các bác. Đó, các bác có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp với em sẽ có mức giá ưu đãi nhất và tốt nhất gửi tới quý vị và các bạn. Dê cũng khó. Chung là những con máy này thì không có gì để trừ, thì không có gì để chê thôi. Vâng, video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ qua số điện thoại 0911 886 266 và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.